Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Con Zika xin chào anh Đàn nhé, và anh ở tỉnh Bình Dương. Và sau khi anh có xem kênh YouTube của Zika Audio cũng cấp lên thị trường cái dòng âm ly siêu dị mà công suất siêu khủng Vinido ạ, mã DS9702 thuộc dòng KB930. Vâng, thì trước tiên thay mặt công ty Zika Audio cảm ơn anh Đàn nhé, anh đã đặt cho mình nhé. Vâng, và bên em tặng anh 4 rắc New Trick và 1 dây 3.5. Vâng, đây là 5.1 triệu, anh đã đặt cọc bên em 200 dạ. Vâng, cái sản phẩm này bên em bán 5.3 triệu bao ship toàn quốc. Vâng, thì trước mặt anh Đàn ạ, vâng, âm ly mà anh đã đặt bên Zika Audio ạ. Vâng, siêu dị, siêu khủng, công suất thì siêu khủng, là tích hợp equalizer. Ở trong cái dòng này là tích hợp rất nhiều chức năng mới, tích hợp equalizer này, kết nối bluetooth này, đọc thẻ nhớ USB này, và có cả đài FM. Phía bên trái đây nhìn nó như một cái nói chung là nhìn đẹp lắm. Phía bên trái đây là những cái line mic, có đường 6 đường line mic. Đấy, rất là hay. Và chỉnh nhà thì có 3 chỗ cần chỉnh. Đây là volume to nhỏ của nhạc ạ. Vâng, đây, đầu tiên là hai cần gạt này. Thứ hai là volume master đây ạ. Đây, to nhỏ đây ạ. Vâng, và một cái núm nữa, ở đây cũng là nhạc đây ạ. Đây là gain. Đấy, cũng là tín hiệu nhạc. Nếu trên thị trường cái dòng này rất là hiếm, chỉ có Zika Audio cung cấp. Và nói chung là chất lượng cực kỳ là đỉnh cao. So với tầm tiền thì con này nó vượt trội tất cả những cái dòng âm ly hiện tại trên thị trường. Mà trên thị trường rất nhiều dòng âm ly mà các bác không biết chọn lựa chọn như thế nào, để nó 3.000 luôn ạ. Vâng, thì để sở hữu một cái như thế này, cái âm ly video 9.2 siêu dị siêu khủng này, thì các bác nên nhớ là dòng này đang vượt trội và đứng đầu các dòng âm ly tầm trung tiền. Vâng, thì không ngoại trừ anh Đàn, anh đã sở hữu cho mình cả. Vâng, cái âm ly video 9.2 này bên em test rất là nhiều ở các video, vừa test vừa kiểm tra intro, nó rất là ngọt ngào và rất là nhiều đường line mic, 6 đường line mic. Và equalizer tích hợp chỉnh nhạc rất tốt đấy ạ. Em tắt equalizer đi ạ, cái này chỉnh rất là ngọt ngào. Đấy, em tắt đi ạ. Vâng, nhạc rất là khô đấy ạ. Thì em tăng lên các bác nghe khác hoàn toàn luôn ạ. Chỉ cần can thiệp một chút xíu thôi là cái giải âm một bản nhạc tự khắc hay hơn rất nhiều. Cái này có thể đánh được 2 đôi full 330 các bác nhé. Và để nói hỗ trợ thêm thiết bị hỗ trợ âm thanh thì hầu như là không cần đâu ạ. Và bản thân nó đã là hay lắm rồi. Đấy, cái này chúng ta có thể hát karaoke với một đôi loa, một cái mic nữa là xong. Rồi chúng ta nghe nhạc một chút xíu đi ạ. Vâng, giữa một thị trường thiết bị âm thanh rất là nhiều thì có những bác vẫn rất là yêu những dòng âm ly độc lạ, chất âm thì cực kỳ tuyệt vời, và có những đôi loa cũng không thể kết hợp được với đẩy với vang. Đấy, vì thế cái dòng âm ly thì nghe cực kỳ hay, và có rất nhiều bác vẫn chọn lựa cho mình những dòng âm ly. Rồi thì cũng Zika Audio cũng hiểu được tâm lý đó và nhập về cái dòng âm ly rất là lạ ở Việt Nam để phục vụ các bác. Hàng này nói chung là không quá nhiều đâu ạ, thỉnh thoảng mới về được vài con thôi ạ. Dòng bác nào đăng ký nhanh thì còn nhiều bác bây giờ hiện tại giờ đăng ký cũng không còn đâu ạ. Rồi bên em đợt tới này lại sẽ về nữa, thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube nhé. Bên em sẽ cập nhật tin tức và lưu đơn của các bác để bên em hỗ trợ ship hàng. Và đây là sản phẩm mới đập hộp, và đây là cái hộp của nó đấy ạ. Nguyên đai, nguyên kiện, nguyên thùng xốp, và có cả những cái quyển catalog đi kèm. Đấy ạ, bên em tặng rất là đầy đủ đây ạ. Đây là hàng đập hộp. Đây là có cả anten để bắt đài FM. Nói chung đài FM bây giờ cũng chỉ anh em mấy đâu ạ, nó chỉ tích hợp thêm thôi. Chứ là quan trọng nhất là cái chức năng bluetooth và chế độ chỉnh nhạc trên equalizer.
Vâng, anh đạt nhé, hiện tại cái âm ly Vinido 9702 của anh đang được Zika Audio test rất là cẩn thận và ổn định. Và sau đây xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh đàn sớm nhất có thể nhé. Và tôi cùng em chúc anh đàn và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào anh đàn, hẹn gặp lại và các clip tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video.